chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Tranh luận về sự tồn tại của linh hồn và liệu nó có bất tử hay chết cùng với cái chết của con người vẫn là câu chuyện bất tận. Trong nhiều thế kỷ, câu chuyện này đã chiếm thời gian của các nhà tư tưởng. Ngày nay, bản chất bí ẩn của linh hồn con người tiếp tục mê hoặc các nhà khoa học và các lĩnh vực khoa học khác nhau. Tuy nhiên, những nghiên cứu đã phát hiện ra một sự thật mới. Linh hồn của con người không chết, nó quay trở lại vũ trụ. Từ năm 1996, tiến sĩ Stu Hameroff, một nhà vật lý người Mỹ, giáo sư danh dự khoa gây mê và tâm lý học, và ngài Roger Penrose, một nhà vật lý toán học tại Đại học Oxford, đã xây dựng lý thuyết lượng tử về ý thức, và họ nói rằng linh hồn được duy trì trong các vi ống của các tế bào não. Penrose, người đã tạo nên tên tuổi của mình nhiều thập kỷ trước với công trình đột phá trong thuyết tương đối rộng và sau đó làm việc với Stephen Hawking, đã giúp hình thành khái niệm về các lỗ đen và các điểm kỳ dị hấp dẫn, một điểm có mật độ vô hạn mà vũ trụ có thể đã hình thành. Ông cũng phát minh ra lý thuyết xoắn, một cách mới để kết nối cơ học lượng tử với cấu trúc của không thời gian. Khám phá của ông về các dạng hình học nhất định, được gọi là những viên gạch lát Penrose, một thiết kế khéo léo của các mẫu không lặp lại, đã dẫn đến các hướng nghiên cứu mới trong toán học và tinh thể học. Penrose bắt đầu với tiền đề rằng ý thức không phải là tính toán, và nó nằm ngoài bất cứ điều gì mà khoa học thần kinh, sinh học hoặc vật lý học hiện nay có thể giải thích. Penrose đã nói trong một cuộc phỏng vấn: "Chúng ta cần một cuộc cách mạng lớn trong sự hiểu biết của chúng ta về thế giới vật chất để điều chỉnh ý thức. Nơi có khả năng nhất nếu chúng ta không hoàn toàn vượt ra ngoài vật lý là trong ẩn số lớn này, cụ thể là tạo ra ý nghĩa về cơ học lượng tử." Vi ống, trung gian cho sự gắn kết lượng tử quy mô lớn trong não. Stu Hameroff, một bác sĩ gây mê và là giáo sư người Mỹ tại Đại học Arizona. Ý tưởng của Hameroff là sự kết hợp lượng tử xảy ra trong các vi ống, cấu trúc protein bên trong tế bào thần kinh của não. Vậy vi ống là gì? Chúng là những cấu trúc hình ống bên trong tế bào nhân thực, một phần của bộ xương tế bào, có vai trò quyết định hình dạng của tế bào cũng như các chuyển động của nó, bao gồm sự phân chia tế bào, tách các nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân. Hameroff gợi ý rằng các vi ống là thiết bị lượng tử mà Penrose đã tìm kiếm trong lý thuyết của mình. Trong tế bào thần kinh, các vi ống giúp kiểm soát sức mạnh của các kết nối tiếp hợp và hình dạng giống như ống của chúng, có thể bảo vệ chúng khỏi các tạp nhiễu xung quanh của tế bào thần kinh lớn hơn. Cấu trúc mạng và đối xứng của vi ống được Penrose đặc biệt quan tâm. Ông tin rằng đây là một thứ gì đó cơ học lượng tử. Hai nhà nghiên cứu tin rằng bộ não của con người, trên thực tế, một máy tính sinh học và ý thức của con người, là một chương trình được điều hành bởi máy tính lượng tử nằm trong não, thậm chí còn tiếp tục tồn tại sau khi chúng ta chết. Hơn nữa, cả hai nhà khoa học đều cho rằng những gì con người cảm nhận được như ý thức, trên thực tế, là kết quả của hiệu ứng trọng lực lượng tử nằm trong cái gọi là vi ống. Họ gọi quá trình này là sự giản lược khách quan hài hòa, Orchestrated Objective Reduction. Lý thuyết chỉ ra rằng, khi con người bước vào giai đoạn được gọi là chết lâm sàng, thì các vi ống nằm trong não sẽ mất trạng thái lượng tử, nhưng vẫn duy trì thông tin chứa trong đó. Nói cách khác, như hai nhà khoa học giải thích, sau khi con người chết, linh hồn của họ trở lại vũ trụ và nó không chết. Nói chuyện với kênh khoa học từ bộ phim tài liệu Uông Hô, tiến sĩ Hameroff cho biết: "Hãy nói rằng trái tim ngừng đập, máu ngừng chảy, các vi ống mất trạng thái lượng tử của chúng. Thông tin lượng tử trong các vi ống không bị phá hủy, nó không thể bị phá hủy, và nó chỉ phân phối và tiêu tan trong vũ trụ nói chung. Nếu bệnh nhân được hồi sức, hồi sinh, thông tin lượng tử này có thể quay trở lại các vi ống, và bệnh nhân nói, tôi đã có trải nghiệm cận tử. Nếu họ không hồi sinh và bệnh nhân chết, có thể thông tin lượng tử này có thể tồn tại bên ngoài cơ thể, có lẽ là vô tận, như một linh hồn."
Quan điểm của Hammerock ngụ ý rằng linh hồn của con người không chỉ đơn thuần là sự tương tác giữa các tế bào thần kinh bên trong não. Trên thực tế, lý thuyết chỉ ra rằng linh hồn có thể tồn tại từ điểm khởi đầu của thời gian. Ngoài ra, lý thuyết này cuối cùng có thể giải thích những điều thậm chí còn bí ẩn và hấp dẫn hơn. Chúng có thể bao gồm những khám phá gần đây liên quan đến năng lượng tối và vật chất tối, các vật chất mà con người không thể nhìn thấy hoặc tương tác, nhưng là các vật chất mà chúng ta biết là có tồn tại. Lý thuyết cho rằng, linh hồn của một người sau khi họ chết quay trở lại vũ trụ cũng khá giống với niềm tin của các tôn giáo và các tín ngưỡng. Những người thực hành tín ngưỡng cho rằng, sau khi một người mà chết, ý thức của họ sẽ rời thân thể và đến một không gian nào đó trong vũ trụ và chờ cho đến khi tìm được hoàn cảnh phù hợp để đầu thai và lại trải nghiệm một kiếp sống mới trong xã hội con người. Lý thuyết về ý thức lượng tử hiện nay hoàn toàn phù hợp để giải thích các hiện tượng mà khoa học ngày nay không thể giải thích được, như trải nghiệm cận tử, xuất hồn, trải nghiệm thoát ra ngoài cơ thể và thậm chí là tái sinh mà không cần phải đòi hỏi sự trợ giúp của hệ tư tưởng tôn giáo. Trước, trong và sau khi học thuyết lượng tử về nhận thức ra đời, rất nhiều nhà khoa học tin vào thực tế là linh hồn tồn tại. Theo Richard Swinburne, nhà triết học tôn giáo của trường Đại học Oxford, Anh, lên tiếng bảo vệ sự tồn tại của linh hồn. Để miêu tả toàn bộ thế giới này, bạn cần kể tới cả chủ thể của các trải nghiệm, không chỉ qua những trải nghiệm qua cơ thể vật lý, mà còn qua những vật thể tinh thần riêng rẽ mà chúng ta gọi là linh hồn. Bởi nếu không, bạn sẽ không thể mô tả được đời sống ý thức của họ ra sao. Nếu chỉ có cơ thể và trí não, chúng ta sẽ chỉ là những chủ thể giống nhau. Tuy nhiên trên thực tế, chúng ta hoàn toàn khác nhau, nên chắc hẳn phải có một phần quan trọng nào đó tạo ra sự rạch ròi, và chúng ta có thể gọi đó là linh hồn của tôi. Linh hồn có thể không tự vận hành mà phải liên kết với một cơ thể. Sự khác biệt giữa các linh hồn là không thể giải thích. Linh hồn là đặc thù phi vật chất. Theo nhà vật lý học lý thuyết Henry Stapp, Đại học California, Berkeley, Mỹ cho rằng niềm tin vào linh hồn không phải là không có căn cứ khoa học. Linh hồn là sự độc lập về nhân cách của trí não hay phần sống sót còn lại của cơ thể sau khi chết. Còn giáo sư, tiến sĩ Hans-Peter Luhr, nguyên giám đốc Viện Vật lý Max Planck, Munich, Đức cho rằng sự tồn tại song song giữa cơ thể và linh hồn cũng chân thực như sự tồn tại song song của sóng và hạt vật chất nhỏ nhất. Trạng thái lượng tử của vũ trụ tồn tại ở cả vật thể sống và chết, dẫn tới sự tồn tại sau khi chết. Chúng ta mới chỉ nhìn thấy khía cạnh vật chất của thế giới này. Thứ tạo ra thế giới nằm ở ngoài khía cạnh vật chất và nó lớn hơn rất nhiều so với thế giới này. Theo cách này, cuộc sống hiện tại của chúng ta đang được bao bọc bởi cuộc sống sau khi ta chết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!